với giá trị 180 triệu đồng có tên là Performance Plus Functional Trainer. Xin chào mọi người, hôm nay Duy đã tiêu tốn một ngày Chủ nhật vượt 30 km từ Bình Tân đến quận 9, vô thang máy nhấn số 4 để đến một cái sàn vĩ đại có tên là Functional Trainer. Và sau lưng Duy Nguyễn đây là một chiếc máy không thể tuyệt vời hơn, được Duy Nguyễn mệnh danh cho là đôi cánh tình yêu, một cách nhẹ nhàng hay một cách đẳng cấp hơn là cánh tay robot quyền lực nhất trong giới swimmer, với giá trị 180 triệu đồng có tên là Performance Plus Functional Trainer. Rồi các bạn hãy nhìn đi, thương hiệu StubSub luôn đồng hành cùng BBT và là một đối tác chiến lược trong ngành thiết bị máy móc thể hình. Menti Functional Trainer Basic Exercise Guide, một chiếc máy 24 bài tập căn bản. Căn bản thôi, chưa có xào chẻ, chưa có chế nữa nha các bạn. 24 bài tập căn bản. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn phải dùng hết sức của mình để minh họa, để thị phạm cho các bạn 24 bài tập này trên một khối lượng tạ không thể khổng lồ hơn. Trên một khối lượng tạ, một khối lượng tạ ấn tượng, 300 pound mỗi bên, hai bên là 600 pound. Các bạn quy đổi đăng ký đi. Đây là một chiếc máy đắt đỏ của dòng Mỹ Đế 2N mà hiếm có phòng gym nào ở Việt Nam, mà thậm chí không có luôn, dám trang bị. Để quảng cáo cho chiếc máy này không biết bao nhiêu từ ngữ, không biết bao nhiêu lời nói, mà Duy Nguyễn không thể nào đứng đây để diễn tả được hết cái sự vĩ đại, cái sự tiện dụng và chức năng phi thường của chiếc máy phi thường, của một trung tâm phi thường. Mà các bạn đến với vài phút quảng cáo của team chúng tôi, team chúng tôi hân hạnh quảng cáo giới thiệu bạn đến hết những ngóc ngách, những cái tiện nghi của chiếc máy này. Bây giờ Duy sẽ đi ngắn gọn hướng dẫn các bạn sử dụng cái máy này như nguyên tắc cũ, cái gì màu vàng để chỉnh. Rồi, cái máy này nó chỉ có hai cần chỉnh thôi. Nó có hai cần chỉnh, lại cần chỉnh mà nắm này đi ba. Rồi kéo ra một cái, quay lên quay xuống, tùy vào vị trí tay để chọn bài. Không coi video Duy thì nhìn vô cái hình kế bên, nhìn vô cái hình kế bên một đống bài để mà bắt chước. Đó, kéo lên kéo xuống, ok. Vị trí low, mid, high. Low là gì? Low là cái cây nó low đó. Cái cây nó low thì số phải cao, không cần hiểu cũng được nữa, nhìn đây thôi. Rồi tiếp tục cũng cầm cái cây này luôn, gạt xuống, bẻ qua bẻ lại như vậy. Đó, bên đây số mấy thì cây bên kia cũng phải số mấy, để chúng ta tập những cái bài mà nó căn bản không phải chế nha. Khi nào mà chế gì nói sao, bây giờ đừng chế giùm tôi một cái. Nội học cái máy này không là có tốn cả tháng trời rồi. Đó, rồi đây một lần nữa, Truck Handle Sport hân hạnh đồng hành cùng StubSub và đồng hành cùng phòng gym VIP nhất Việt Nam BBT. Đây là cái hai cái cánh tay robot rất là quyền lực. Nó custom, nó điều chỉnh. Đó, điều chỉnh cái gì? Bạn nhìn đây. Bây giờ điều chỉnh theo trục dọc á. Đây, mở ra, cạch cái, kiên lên. Các bạn cứ đếm từ từ đi, có 13 nút. 13 nút điều khiển theo trục dọc. 13 nút điều khiển theo trục dọc cho cánh tay của bạn di chuyển một cái đường cung tròn 150 độ. Không chỉ dừng lại ở đó, nếu mà dừng lại ở đó là cánh tay bị tật rồi, cánh tay nó bị một cái gì đó nó không bình thường. Mà cánh tay này cánh tay phi thường nên nó thể di chuyển tới chiều ngang nữa, có 5 ô chỉnh chiều ngang. Nó giúp cho cánh tay của bạn quay một cái góc 165 độ. Đây. Ở vị trí hẹp nhất hai cánh tay có thể nắm vào nhau. Ở vị trí rộng nhất hai cánh tay gian rộng yêu em bằng tất cả, đời thành công trên một ngã tình say. Một chiếc máy 180 triệu đặt trong một góc nhỏ trong phòng gym BBT quận 9 với một thông điệp gì? BBT đầu tư máy VIP nhất Việt Nam. Trong vòng 20 năm nữa cũng không ai dám chạy đua vũ trang với Duy Nguyễn về vấn đề máy. Đặt chiếc máy ở đây thì một sự ngạo nghễ phi thường. Chiếc máy này không cần phải có một trong một phòng gym với giá tiền 450 ngàn một tháng.
mà nó phải nằm ở một phòng gym Dubai, Qatar, nơi những khách sạn 7 sao hàng đầu quốc tế, hay là những thị trường G7 đắt đỏ như là Nhật Bản, như là Singapore. Nhưng mà tôi tự hào Việt Nam tôi vẫn có hàng này. Bây giờ mở rộng thêm về kiến thức, functional là một cái giá trị mà các bạn tập gym các bạn sẽ không bao giờ, hoặc là thậm chí các bạn không nghĩ đến nó là cái gì cả. Các bạn sẽ nhìn thấy những dòng máy single là gì? Single là vô đập ngực, đập vai, đập tay, một máy thực hiện một tới hai tính năng kêu là máy single. Còn đây là một cái máy tập nó thể hiện cả trăm tính năng. Các bạn vô tập chỉ cần cái máy này thôi là đủ rồi. Mấy em PT vô chỉ cần dạy trên cái máy thôi khách phê rồi. Chừng đó là bào tiền là ok. Functional là một tuyệt kỹ để giúp cái phòng gym 5 sao bào tiền. Còn functional đối với Duy Nguyễn là một cái gì đó ngạo nghễ để show up cái độ chịu chơi. Functional là một khái niệm mà ngày hôm nay Duy muốn đề cập với các bạn và show up cho các bạn những cái gì nó là giá trị của functional. Functional trên máy chứ functional ra ngoài đó hít đất, nó khác nhau. Và ngày hôm nay các bạn cứ nhiễm trong đầu bạn, tiêm nhiễm trong đầu bạn cái giá trị functional là gì, là gì. Tại sao chúng ta phải tập tốt functional, tại sao chúng ta phải hiểu functional. Và sau này gym phục vụ cuộc sống khỏe đẹp thành công đẳng cấp, các bạn kiếm tiền dựa trên ba chữ functional. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.